Thưa quý vị, ở đảng bộ phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, khi nhắc về chị Phùng Thị Khanh, bí thư chi bộ khu dân cư Bán Tùng 1, ai ai cũng đều yêu mến, bởi chị không chỉ là người năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, mà còn gương mẫu, đi đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đều đặn mỗi ngày, chị Phùng Thị Khanh luôn dành thời gian đến nghĩa trang liệt sĩ Hòa Quý để tưới cây, quét dọn các phần mộ liệt sĩ vào khuôn viên nghĩa trang. Hình ảnh chị Khanh tỉ mỉ chăm sóc từng bồn hoa, chậu cảnh, quét dọn lá khô, nhổ cỏ cho từng phần mộ đã trở nên quá đỗi thân quen với bà con khu dân cư Bá Tùng 1 suốt hơn 15 năm nay. Với chị, đây không đơn thuần chỉ là công việc nên làm, mà còn là nghĩa cử của một người con nặng lòng với quê hương, đất nước. Các anh, các cô, các chú đã đổ hy sinh xương máu rất nhiều để mình có cuộc sống hôm nay. Thì cái động lực đó mình luôn luôn nhớ ơn đến những cái anh hùng liệt sĩ. Và đây cũng là một cái mô hình mình hoạt động để rồi giúp cho cái lớp trẻ, đoàn thanh niên nói theo và thực hiện. Và luôn luôn nhớ đến những cái công lao, cống hiến rất to lớn đối với đất nước. Không chỉ gương mẫu chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, với trách nhiệm là bí thư chi bộ, chị Khanh còn thường xuyên cùng các tổ trưởng tổ dân phố tuyên truyền, vận động người dân chung sức xây dựng khu dân cư môi trường, không vứt rác bừa bãi, giữ gìn đường phố sạch đẹp. Với sự tận tụy hết lòng vì nhân dân, trong hai đợt dịch COVID-19 vừa qua, chị Khanh và các thành viên trong ban điều hành dân phố đã bám sát những hoàn cảnh khó khăn tại khu dân cư, kịp thời chăm lo hỗ trợ động viên với hết tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, vững tin cùng thành phố chiến thắng đại dịch. Ở đây có mấy cô đồ đây cũng giúp đỡ nhiều lắm. Cô như mỗi lần đợt về là cho đầy đủ, không có cái chi mà thiếu hết. Gỗ hay bất cứ một cái thức ăn đồ chi là đầy đủ. Gia đình thấy cũng đầy đủ cuộc sống ở đây, họ cũng quan tâm nhiều. Và với vai trò cá nhân của đồng chí Phùng Thị Khanh thì là người đứng đầu đấu cấp ủy tại chi bộ Bá Tùng 1, thì đồng chí Thị Khanh đã triển khai một số nghị quyết, chủ trương, đường lối của đảng, thì đấu là cho động viên trong khu dân cư đều hoàn thành là tốt và xuất sắc. Không những là những cái công việc đấu là chi bộ, đồng chí cũng có rất thông do tích cực đấu có các phong trào của hội đoàn thể, đặc biệt nhất là cũng như là cái sự đóng góp, cái công sức của đồng chí đấu là dọn cái nghĩa trang liệt sĩ của phường Hậu Quý. Bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, chị Phùng Thị Khanh đã được quân ủy của Hà Sơn tặng giấy khen, đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền từ năm 2015 đến năm 2019, được thành ủy tặng bằng khen đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền từ năm 2015 đến năm 2019 và được các cấp khen tặng nhiều giấy khen thuộc các lĩnh vực hoạt động. Nhưng hơn cả những bằng khen, giải thưởng, với chị Khanh, đời sống của nhân dân được an yên, địa phương ngày càng phát triển mới thật sự là điều quý giá nhất.